Này là nồi canh bún. Mình nếu canh bún nè, này là tôm. Mấy cái viên tôm của mình không có làm mình một cái mảng ề đâu. Mình sợ nó nát, nó múc nhiều, múc tới múc lui nó nát. Còn này là chả cá đậu hũ á, đi mua ở ngoài. Còn này mình làm ở nhà đó, mấy cái viên này đây, không có viên cua đó. Mua tôm, tôm tươi. Xong mình mua mấy cái hũ gạch cua đó nè, mấy cái hũ gạch cua này nè đó, của Thái Lan đó. Có hình cái ông này nè đó, nó gạch cua hai hũ này với hai hũ hai phao tôm tươi á, về mình bầm ra, mình bầm nhuyễn ra rồi mình trộn với cái đó với lại trứng, khoảng 4 trái trứng nhỏ nó mới làm thành mấy cái viên này. Còn cái mấy cái đầu tôm á mình xào với dầu á, cái nó ra mấy mấy cái lớp màu gạch tôm đẹp dễ sợ chưa, thấy không đó. Còn này có giò heo nè, nước trong nè, nước trong là nước mình hầm hầm xương á đó. Đó mình hầm xương đó, nó ra cái nước trong này. Xong rồi còn mắm tôm á thì mình nấu sẵn cái một cái mình lấy một miếng nước lạnh với cái nồi mắm tôm á, mình pha mình nấu nấu xong cái cho nó lóng xuống rồi mình mới bỏ vô trong nồi nước lèo. Còn này là giò heo đó, giò heo đây cũng giò heo nè, giò heo luộc sẵn khi ăn nóng rồi bỏ vô trong nồi. Bây giờ không ai ăn hết trơn, thành thử ra bây giờ phải là một cái nồi nhỏ rồi kế bên, hầm nồi nhỏ kế bên để mình ăn nè. Đến hết giờ ăn rồi. Ăn canh bún đây, canh bún là bún này bún lớn nè. Có trong nhà lại có nhiều người thích ăn bún nhỏ cho nó mềm mềm, bún mà bún riêu á cho nó mềm. Mình tưởng là phải luộc hai loại, mấy đứa trẻ trẻ với đàn bà mình lại thích ăn mấy cái cọng bún cơ đó, nó giòn giòn dai dai. Này ớt nhà trồng, rau lan cũng nhà trồng, mùa mùa ở ngoài mùa thu nhiệt độ xuống còn có 35 độ rồi, chuẩn bị đông đá rồi. Nhiệt độ đông đá là 32 độ, nhiệt độ đông đá rồi, thành thử ra phải hái vô cái nhiều quá luộc. Còn này đọc bầu nữa nè. Đập bầu nhặt 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 xong xuôi cái luộc luộc cái trộn sơ, rửa qua nước lạnh chút xíu cho nó xanh xanh vậy đó. Này ăn ớt xay, ai muốn ăn ớt xay thì ăn. Ớt nhà xay xong. Còn này là ớt trái nhà trồng ở nhà luôn đó, đem vô trong nhà. Rồi cái này xong rồi, sôi rồi tắt đi. Đây mẹ múc, đã múc một 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 cái tô bún coi nè. Ý hình như là nãy mẹ có bỏ bún ở trong này rồi, bỏ bún vào trong này cho nó ngon cho nó đẹp đẹp. Cho nó thấm, cho thấm bún ở trong này nè, nói cho nó thấm bún ở trong này đó. Này không ăn giò heo, tô này không ăn dầu heo. Trong nước lèo mình bỏ hành phi với hành lá nữa, mà hành lá chắc hâm mà biết bây giờ nó vậy đó. Giờ ra bỏ rau, bỏ ớt rồi vô, bỏ chanh rồi vô. Này rau lang nè, rau lang nhà trồng nè, luộc nè đó. Rồi rau rau đọt bầu luộc, nhưng mà thích ăn đập bầu hơn tại nó giòn giòn nó thơm. Rau lang thì nó mềm mềm nhưng mà ăn cũng tốt, ngon lắm. Rau lang ăn cũng ngon, nó cũng thơm thơm mùi. Xong bỏ miếng ớt vô. Đây bỏ miếng ớt vô đây. Bây giờ đó đi, ớt phải để chỗ này mới đúng ha, tại vì nó gần với cái màu màu ấy quá, với cái màu gạch tôm mình tưởng đâu không thấy gì hết, thấy không?
Ok. Bye. Bye bye.